khi mà đã là học nghề như này thì thầy giáo mà giảng cả lý thuyết, hay các bạn khi mà các bạn đang làm thực hành ở bên ngoài, ví dụ ô tô làm xe hoặc đấu điện đấy, vừa đấu vừa xem điện thoại, chơi đọc báo, chơi game gì đấy, thì nó sai ra, nó dẫn đến hình tượng là hỏng cái này hỏng cái kia, nó không đúng. Hoặc điện lạnh cũng vậy, đang làm ngồi đấu cục nóng ngoài trời, cầm điếu thuốc hút xong rồi xem điện thoại nữa, là lúc đó là rơi cả cái cục nóng cả người, là lúc đó là thôi rồi lượm mười đó. Đó nên là làm cái vấn đề này là các bạn tập ngay từ đầu cho mình một cái thói quen là đã lao động thì nên dừng việc khác, chuyên tâm vào cái vấn đề đấy. Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng là người hút thuốc đấy, tôi cũng là người sử dụng chơi điện thoại, nhưng nó theo giờ giấc. Vấn đề nữa tôi xin nói lại là ở đây các bạn nào có những bạn nào ở ký túc xá, ở cái ký túc xá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì những bạn ở ký túc xá, bạn cầm cái giấy này. Rồi, vào chỗ ngồi đi. Đồ nghề các bạn hôm nay phát được phát lấy hết chưa? Còn thiếu gì không? Thiếu nhiều không? Chưa có thiếu gì đúng không? Rồi. Thiếu gì trong quá trình học thì sẽ kiểm tra, tôi kiểm tra cả ở dưới nữa, thì các bạn biết thiếu gì không tôi sẽ gọi nha. Vấn đề ở các bạn ở ký túc xá nhá, các bạn ở đâu nhỉ? Ở ký túc xá này thì thầy nói luôn có mấy bạn ở ký túc xá, là ở trong khuôn viên ở ký túc xá. Chiều nay tôi còn họp cả ký túc xá đấy, thì là ở trong ký túc xá nghiêm cấm có rất nhiều thứ, vì ở đây nó là không, ký túc xá thì nó mang hình thức là dành cho các bạn ở xa và kinh tế hạn hẹp, để giúp cho các bạn ở trong trường nó có một cái điều kiện thuận lợi, tiện hơn đối với việc học tập. Thì ở ký túc xá là các bạn không được hút thuốc hay là đun nấu gì ở trong trường, thì bạn nghiêm cấm ấy nhá. Đấy, sử dụng điện hết sức an toàn vào. Thì chiều nay tôi sẽ triển khai về vấn đề họp toàn bộ ký túc xá vào lúc 5:30 tại dưới sân trường. Thì các bạn như ở ký túc xá thì các bạn chú ý, thì tí nữa còn thông báo lại sau nhá. Thì bây giờ là tôi sẽ phân các bạn về các chuyên ngành để học. Thì vừa rồi tôi cũng đã nói với các bạn, đã triển khai một số cái thông tin và nội quy cần thiết nhất để cho các bạn biết và áp dụng trong trường học. Đấy, các bạn nắm rõ chưa? Nhá, thì cố gắng trong cái thời gian học ngắn sơ cấp nghề như này, thì tôi mong rằng là khi các bạn đã vào trường dạy nghề Thanh Xuân, thì làm sao là khi đến lúc ra, tôi mong các bạn là học được những cái kỹ năng về nghề nghiệp, cái chuyên môn mà mình đã đăng ký để ra, để đi làm nó đúng với cái đam mê của mình, đúng với sở thích của mình theo nghề. Đó. Những ai học ô tô thì cố gắng làm sao mà ra mà không những cho mình mà còn giúp cho người khác. Đấy. Đưa đường soi lối cho những người khác. Ở đây là cái nền tảng của trường dạy nghề Thanh Xuân, thì hướng dẫn các bạn là từ cái cơ bản, từ cái căn bản, để giúp các bạn có một cái hành trang cơ sở để bước vào con đường lập nghiệp. Chứ không phải là các bạn vào đây là học xong rồi ra bảo là tôi phải kiếm một tháng giờ mười mấy 20 triệu đâu, không có đâu. Các bạn ra phải trải nghiệm sự đời nó nhiều lắm, trải nghiệm cái sự nghiệp. Học ở đây cái nền tảng ra cho các bạn làm việc nhanh hơn, tốt hơn rất nhiều. Đấy. Trong quá trình ở đây các bạn cố gắng theo đuổi học, đặc biệt những các bạn học điện nội thất đấy nhá, hay học cả máy gầm nhá, học một tháng đầu mà không theo được là ao lúc nào không biết đâu. Đấy. Kể vấn điện điều hòa, xe máy hay điện dân dụng, hay điện công nghiệp, hay điện tử,
Các bạn mà không tập trung ngay từ đầu, một tháng đổ lại là ao lúc nào không biết đâu.